một khung phim mang tên bàn tay trắng trải nghiệm đời lúc lá rụng tuyết bay thân nghiêng ngửa giữa trời lay lắt gió vẫn chưa gan sừng sững giữa tháng ngày cái yên lặng thâm niềm mà bên ví chờ tiết xuân trôi vạn lá lên thay vùng nắng động sắc xuân đầy huyền bí nào ai hay sâu thẳm khi chân cây trắng đạo hồng tình dày sâu chi lớn sóng phương lên cắt trói dậy loài cây cùng khi tiên vượt từng cơn đè nặng khiến quát lên thần thái vẻ vui tươi gánh thẳng đứng lối nghiêm chỉ dưới đức mái thăng hoa vượt thoát tụ tám luôn đường bát tranh về xa nơi phố cực vào thênh thang nếu đạo một trời không bàn tay trắng trải nghiệm đời lúc lá rụng tuyết bay thân nghiêng ngửa giữa trời lay lắt gió vẫn chưa gan sừng sững giữa tháng ngày cái im lặng thâm niềm mà bên ví chờ tiết xuân trôi vạn lá lên thay vùng nắng động sắc son đầy huyền bí nào ai hay sâu thẳm khi chân cây trắng đạo hồng tình dày sâu chi lớn sóng phương lên cắt trói dậy loài cây cùng khi tiên vượt từng cơn đè nặng khiến quát lên thần thái vẻ vui tươi gánh thẳng đứng lối nghiêm chỉ dưới đức mái thăng hoa vượt thoát tụ tám luôn đường bát tranh về xa nơi phố cực vào thênh thang nếu đạo một trời không vào thênh thang nếu đạo một trời không.